thành từ ngoài Vũng Xịnh về Đa Giang đó hả? Mỗi lần mà ngoài Vũng Xịnh về là phải ra đây làm móng. Đi hết luôn. Nhưng mà đi xuống tới đây rồi chị xuống, ổng có xuống không? Ổng về thằng An, ổng hôm về đây tới 11 giờ rồi ổng mà đang ngủ, xong rồi sáng nay 9 giờ ổng mới con nó mới đưa ra xe về thằng An. Mà cũng phải xuống dừng chân ở đây đúng không? Ừ. Kêu đi xe thẳng về thằng An không chịu không? Thì dù sao cho tao ghé tao thăm một cái. Ngày mai chiều mai ông lên này, hay phần gì mai ông lên này đâu còn mốt hay gì. Giờ phương tiện nó cũng dễ đi thế một.